Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, Yên Bái cho biết, vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 14 tháng 6, trong khi gia đình ông Nguyễn Văn Tú ở thôn Nghĩa Dũng, xã Lang Thíp đang san gạt đất nền nhà thì phát hiện một vật thể nghi là bom. Sau đó ông đã báo cáo cho Ủy ban Nhân dân xã. Sau khi nhận được báo cáo của cơ sở, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã cử cán bộ xuống xác minh thực tế qua xác minh xem xét sơ bộ ban đầu lực lượng chức năng ghi nhận đây là loại bom thả trong chiến tranh đánh phá miền Bắc vào những năm 1968-1970. Qua xác minh của cán bộ ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh vỏ bom còn tốt đường kính 0,42m chiều dài 1,2m có trọng lượng 340kg loại 750 bảng Anh là loại bom phá nằm sâu dưới đất khoảng 2m. Khi phát hiện phần đầu bom hướng xuống dưới hiện bom đã lộ thiên. Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã tiến hành lập biên bản hiện trường và biên bản bàn giao hiện trạng quả bom cho Ban Chỉ huy quân sự xã Lang Thíp. Lực lượng chức năng địa phương tổ chức căng dây bảo vệ hiện trường, canh gác 24 trên 24 giờ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, địa điểm hủy nổ và xây dựng kế hoạch báo cáo cấp trên phê chuẩn để tổ chức hủy nổ.